Bố quay đưa cho có cả mẹ Hường nữa nhá. Nào, hai vợ chồng chiều nay nay ngày lễ đi ra Gross Garden để quay. Mẹ Hường cứ đi ra đi trước đi. Nhìn đi. Đấy, đi đường này này, đường này. Rồi. Bao nhiêu người thế này? Không sao, cứ đi, có vấn đề gì đâu. Rồi, đi đi. Đi đi. Đấy, hôm nay đi 3 giờ chiều đã gần hết nắng rồi. Thôi cứ ra cho nó thay đổi không khí một tí. Đẹp lắm, đẹp lắm. Ủa, không đẹp lắm. Từ từ đó, để ông đi này này. Đấy. Đứng ở hồ đây, bố quay cho một tí. Đấy. Đấy. Bỏ cái túi. Bây giờ lá tàn nhiều rồi. Cứ bỏ cái túi đó. Chứ còn đầu tháng 11 đẹp đúng không? Ừ. Đấy. Đẹp lắm. Được. Bây giờ hôm nay không có anh nắng lắm nhỉ. Được rồi, mẹ Hường đi ra kia. Hay đi xem nào, hay đi hướng nào nào, hướng này đi. Hướng nào cho đỡ đông. Không, hướng này này, hướng này vắng rồi. Đây này. Ừ, không phải. Trong cái đùi. Đấy, đèo. Được rồi. Thấy người đông quá. Cứ đi đi, anh quay cho. Kia người đông thì vui, nhưng bây giờ đông quá là sợ. Ừ. Đấy, đi vào rừng một tí. Đấy, giờ hướng này hướng bên phải tí, hay ra hồ tí. Đây, cứ ra đây tí đã. Rồi. Ừ. Bên này xong mình đi vòng. Ừ. Cái đường ấy đẹp phết được đường này. Đường này đẹp đúng không? Đường này đẹp phết. Hồ cũng đẹp nhưng mà thôi, chỗ này đang đông. Thiên nhiên. Ừ. Nhưng mà lại phải tránh chỗ đông người. Như chỗ này đẹp quá này. Ừ, đẹp quá. Có con đường cong, hai bên là bãi cỏ cây cổ thụ to. Nhưng mà bây giờ cây cũng chịu lá nhiều rồi. Người Hương giới thiệu đi. Ừ. Giới thiệu đi. Giới thiệu đây hả? Ừ. Quay rồi, đây. Về đây đẹp lắm. Cây lá vàng nó còn nhiều. Hai cây nhá. Đấy, để không? Yeah. Ừ. Hai cây to lá vàng còn nhiều quá, còn những cây khác thì rụng gần hết rồi. Chắc là cuối thu rồi. Cuối thu chuẩn bị vào đầu đông. Ừ. Mẹ Hương ơi, đi ra kia ngồi một tí đã. Ngồi hả? Ok. Tắt cái đã nhé. Ok. Để cho mẹ lùi ra, bố quay cho mẹ Hương tí đã nào. Cứ lùi ra kia đi. Đấy. Đấy, vừa mới vào Gross Garden. Đẹp lắm. Các mẹ Hương được cầm, mẹ Hương quay, tự mẹ Hương quay đi. Quay cho bố. Đấy, ông quay đi. Ông đang ngồi dưới nhá. Ngồi đi vào. Vâng, úi dồi, đẹp quá công nhận.
Cảnh vào trong này cũng rất là đẹp luôn á. À, yêu trời 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 trời. Thôi bố ra ngồi đi. Bây giờ quay ngược trở lại. Con đường lúc nãy hai vợ chồng đi vào đây, từ ngoài đường đi vào Cột Ca Thèn đây. Đi vào công viên lớn của thành phố đây. Ông anh đi được một đoạn rồi lại đòi ngồi nghỉ đây. Đúng, đang quay hai đứa nó chạy. Đấy, thanh niên nó chịu khó thế đấy. Rất là biết bảo vệ sức khỏe luôn. Đây đây. Khát nước quá. Ui, cây đẹp quá. Wow. Nhận. Đấy, quay anh Cầm máy quay thích phết đấy. Đấy. Ui giời, đi chơi đầy đủ thế. Lại còn có đầy đủ cả nước chè nữa này. Chu đáo kính người được. Thanh niên đang ngồi uống nước đấy, trà chè cháo đấy, giữa thiên nhiên mà lại vẫn có chè cháo để mà uống. Quay xung quanh. Đây kia là ngoài đường đấy, rồi người ở chỗ này thích nhờ được hưởng cái không gian thoáng rộng của công viên. Đấy, ôi giời, tuyệt vời quá luôn. Ô con đường này đẹp ơi là đẹp. Người ta làm cong cong rất là tự nhiên, thiên nhiên. Đó, các đôi vợ chồng trẻ đưa theo con này. Đấy. Mọi người trời hôm nay trời đẹp, mọi người chịu khó đi dạo rồi. Ngày mai bắt đầu lạnh rồi, không có nắng nữa rồi. Chỉ có mây mù bao phủ. Nhưng hôm nay mọi người tranh thủ đi ra thiên nhiên. Vợ chồng nhà này cũng tranh thủ đi ra thiên nhiên đây. Hello. Chào nha.